Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến vườn mai của em Trang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha quý vị. Mai này là mới vừa là lặt lá cho quý vị luôn đây. Quý vị thấy nãy là mình bấu ở đầu clip đó ha. Lá còn xanh đó. Mới lặt lá xong đi quý vị ơi. Quay giới thiệu cho quý vị mình liền ha. Tay cành cũng quá đẹp luôn. Tay cành đặc kẹo. Hey, chào Trang. Dạ, em chào anh Tấn, em chào cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay nhà em có mới về lô mai giảo hạt Thủ Đức. Bông nó từ 6 tới 12 cánh. Địa chỉ của em là ở xã Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0336635363, cũng là số Zalo của em luôn. Hôm nay em quay 40 cây, em mới lặt lá xong luôn nè. Về tháng nắng nên em lặt lá xong em quay cây đỡ mất sức. Rồi. Thôi quay cây bên đây trước đi. Cái nè, đây hả? Đây mai số 1 đây quý vị ơi. Mình nước lượng cao hôm nay chắc khoảng 1m6 nè. Tán ngang thì lấy khoảng 1m2 nha quý vị. Tay cành nè. Tay cành đặc kẹo. Tay cành đẹp quá xáo luôn. Để lặt lá vậy cái dễ nhìn từ tay trên xuống dưới luôn ha. Rồi mình vô cái hoành gốc nó luôn quý vị ơi. Rồi cái hoành. Hoành 25 anh, xíu nữa 26 luôn. Giá luôn nhiêu đây em? 900 ngàn anh. 900 ngàn. Rồi 900. Cây tàn đẹp quá. Cây này quá đẹp luôn, tàn quá đẹp, đẹp luôn. Rồi, chốc gấp quý vị ơi. Dạ. Cây số 2. Số 2. Rồi em này cao khoảng 1m6 luôn. Rồi, tán ngang tính gọn gọn. 90. Rồi, xương cành đây. Ê, vô cái hoành em nó luôn. Hoành 22 hoành anh. 22 hoành đúng. Mã số 2. 700 ngàn anh. Nhiêu Trang? 700 ngàn anh. Rồi 700. Rồi qua mã số 3. Rồi mã số 3 thì em này cao tầm 1m6 đến 1m7 quý vị. 8 ngàn em này gọn gọn. Chắc cũng khoảng 7-80 vậy ha, 70 đi. Tàn đều đẹp. Tay cành cũng đều quá đây. Tàn đều quá, tàn đều luôn. Rồi, vô hoành luôn. Tay cành đều rang ha, tứ diện hết trơn nè. Hoành 21 anh. 21 đi ha. 21 hoành. Hoành 21. Có đế cũ nè. Cũ nè. Cho luôn nhiêu Trang? 550 anh. Rồi, 550. Rồi, xuống cây. Xuống. Rồi mã số tiếp theo, mã số 4. Rồi mã số 4 của Trường Ngã nha, chim cho kỹ ở dưới nha. Rồi em này cao khoảng 1m5 nè quý vị ơi. Tán ngang tầm dịnh luôn đi. Tán ngang tầm khoảng 1m1 nha quý vị. Đây tay cành quá trời đều đẹp. Cành đẹp quá đây quý vị. Này cây này là quá đẹp luôn á. Đế đẹp luôn. Cành lực nữa nè. Đế quá đẹp luôn. Đế đều thôi. Ê, vô cái hoành đi, vô lát nữa quay dọc đế sao ha. Hoành 24 hoành anh. Rồi, đế quá đều đẹp luôn. Đế xè đẹp quá. Đế xè. Rồi, kéo luôn. Kéo luôn nhiêu đêm? 1.4 triệu anh. Rồi, 1.4 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Qua mã số 5 quý vị. Rồi số 5 thì em này cao lấy 1m2 đến 1m3. Tán ngang lấy gọn gọn mét đi ha. Tay cành nó lực lắm. To. Tay cành nè. Tay cành đều lực. Cành bự không có gì. Tay cành đều. Rồi, vô hoành luôn. Tay cành này rất là lực cơ quý vị. Cái hoành đây. Hoành 26 anh, ý 27 đi. Ý lộn 26. 26 yếu tính 27. Wow. 27 yếu tính 26 chứ. Nó lộn. Chào luôn. 800 ngàn anh. Rồi 800. Cây này. Rồi xuống cây. Rồi cây số 6. Em này cao tầm lấy 1m6 đến 1m7 quý vị ơi, nằm khoảng đó ha. Này xài ngang. Ngang, ngang. Cái bầu ở dưới nó bị hơi trong trên xíu ha. Tán ngang em này lấy gọn gọn 1m1 đi quý vị ơi. Tay cành này xài ngang quá trời to luôn. Đó, xương ngang đẹp nè. Đây xương ngang đẹp ha. Này số 6 không? Rồi, đúng rồi, mã số 6. Rồi, vô cái hoành đi em.
có đế luôn nè. Quạt 26 anh. 26 nè, đế nè. Đây, chậm có đế. Chậm nha, để nhanh quá cái nó sự cố lật bàn nha. Đó. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? 800 ngàn anh. 800 ngàn anh. Rồi, súng cây 800 ngàn, mã số 6. Cây này quá đẹp luôn. Tàn xe đẹp. Cái số 7. Số 7. Em này cái tàn cũng đẹp, nó là quay cái gì tay cành lực ha. À, em này cao lấy 1m7 đi, tán ngang lấy gọn gọn 90 nha quý vị. Cây nào quá đẹp, cũng quá là đẹp. Cành lực quá lực luôn. Đặt hết trơn luôn nè. Rồi, mình vô cái hoành luôn. Hoành 23 hoành. Bà đúng luôn ha. Dạ. Có đế xíu luôn. Miếng nào luôn á. Có đế luôn. Tại cành lực. Giá luôn nhiêu trang? 700 ngàn anh. Rồi, 700 quý vị. Cái số 7. Thôi, tay cành quá, tay đều lực. À, em đó, tay cành nó quá lực luôn ha. Rồi, qua mã số tiếp theo. Một em xù. Mã số 8. Đây. Cái này cao xù. Khoảng tầm 1m5 nha quý vị ơi, tán ngang lấy gọn gọn mét đi ăn. Xù quá tại xù. Rồi dừng trang ơi. Em này dừng dừng. À, mình tính bắt đầu từ đây đi. Nó xù từ trên đây nè, chứ thật mấy cái nắp trên nó cũng có phù phù hết rồi, nó xù từ trên xuống dưới luôn cái gì nè. Dài dài đây nè. Ở dưới đây nó còn dữ hơn nữa nè. Đó, quá xá ha. Rồi em xoay vòng cho quý vị nè, nghía cái đậu xù nó coi. Mặt bên đây hay cái gì nè. Quá đặt cây luôn. Ở trên nó xù từ trên xuống dưới luôn cái gì vậy. Rồi vô cái hoành ha. Hoành 24 hoành. Đúng nè. Vì ngắm nghía cái dàn xương đi. Khoan khoan trên nghía cái đậu xù nó cái coi. Lên tới trên đỉnh luôn nha quý vị. Tay cành cũng đều quá nè. Dạ luôn nhiêu trang? 1,5 triệu anh. Rồi 1,5 triệu đừng cây mai xù. Rồi xuống cây luôn. Số 8 xù đẹp lắm. Rồi cây số 9. Cây này nhỏ gọn. Rồi nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh. Này cao lấy 1m1 nè. Tán ngang gọn gọn lấy này chắc cũng khoảng 70 rồi quý vị ơi. Nó nhỏ gọn mà tàn nó đều. Tay cành lực ha. To to. Rồi vô cái hoành luôn. Tay cành lực không à. Hoành 21 hoành. Rồi, giá luôn nhiêu trang? 500 ngàn anh. 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Số 10. Ui da. Số 10 thì em này cao tầm khoảng là 1m4 nha quý vị. Tán ngang gọn gọn lấy 80 đi ha. Em này về cũng mới tỉa sơ sơ, chưa tỉa xong đó nè. Quá là cái tàn. Đó, thì quý vị có thể tỉa lại ha. Nó to to. Tay cành lực. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Giá luôn nhiêu trang? 550 anh. 550, mã số 10. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số qua 11. Mã số 11. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m4 quý vị. Tán ngang lấy gọn gọn 1m thôi ha. Cành cũng đặc quá đặc nè. Rồi vô hoành luôn. Hoành 24 hoành. Rút cước trên ngay chỗ vị trí này nó có một chút sẹo mà nó đã kéo liền cái gì liền tích rồi ha, liền rồi. Bảy trăm ngàn anh. Rồi 700 ngàn. Mã số 11. Rồi xuống cây luôn. Ôi, cây 12 này quá rồi đẹp. Qua mã số 12 thì em này cao tầm khoảng 1m3, tán ngang chắc khoảng tầm cứng 1m chỗ về, khoảng 1m1 á, nằm khoảng đó ha. Tay cành nè. Tay cành lực lực à, em này lực tay luôn. Cành tuy nó không có nhiều mà nó to to à, to phân bố vậy cũng vừa chơi thôi, vậy không thưa không thích ha. Cành lực nè. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Có đế luôn. Rồi cái hoành 24 hoành anh. Đúng luôn. Này.
Cho luôn nhiêu em? 800 ngàn anh. Rồi 800 nhưng quý vị. Rồi xuống cây. Cây 13. Rồi mã số 13. Rồi 13 thì này cao tầm lấy mét rưỡi thôi nha quý vị. Lá ngang gọn gọn lấy 1 mét nha. Tay cành quá. Cái này cũng được cắt tỉa mấy cái xương cái cành chỉ bớt rồi nè. Tay cành to đi. Cây đẹp cây ha. Tay cành lực lực không nè. Đó. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Đây, cái hoành gốc của em nó. 27 hoành anh. Rồi 27. Cái này cây này là có đế hết đó quý vị. Cho luôn nhiêu trang? 850 anh. Rồi 850.000. À, giá này đưa ra đã bao cái phí vận chuyển cây tới nhà quý vị rồi nhưng quý vị, mã số 13. Rồi 114 này khá cao ha. Ba cao này lấy 1m7 thôi nhưng quý vị. Rồi tán ngang này lấy 1m1 thôi. Rồi xương cành luôn. Nghe kỹ nha, cành lực không à quý vị. Đó, cành to ha, lực. Điều. Rồi xung quanh luôn. Hoành 27 hoành anh. Xíu rồi, 28 8 yếu tính 27 hoành. Cho luôn nhiêu đây em? 800 ngàn anh. 800. Rồi xuống cây luôn. Cây 15. À xuống 15. Rồi cao mình lấy 1m4 đi quý vị. Tán ngang gọn gọn lấy 90 nha. Xương này cũng xương ngang ngang. Xương ngang. Xương khít nè. Nhưng mà nó đều đặt cây hết trơn. Phân bố tứ diện luôn. Rồi, mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Này đế cũng được nè. Hoành 24 nha. 24 đi. Có củ ha. Cho luôn nhiêu trang? 600 ngàn anh. Rồi, 600 quý vị. Quá đẹp. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua mã số tiếp theo 16. 16 thêm này cao lấy 1m3 thôi quý vị ơi. Tán ngang gọn gọn lấy cái này 80 đi ha. Ôi tay cành nhỏ mà. Xương cành lực lực không quý vị? Xương cành lực lực hết. Cành quá lực ha. Đặt hết trơn nè. Rồi vô hoành luôn. À, tay cành đều rang, tay cành rất lực nha. Còn cái hoành coi. 24 hoành anh. 4 đúng luôn. 4 đúng luôn. Quá là đẹp luôn. Cho luôn nhiêu trang? 700 ngàn anh. 700, mã số 16. Rồi qua mã số 17 luôn. Tiếp tục là qua em xương cành lực nữa đây. Xương cành lực luôn. Em này cao lấy 1m1 nha quý vị. Còn tán ngang chắc em này chắc cũng khoảng tầm 70-80 gì tầm đó nha quý vị. Ồ xương cành quá lực luôn. Nghe nè, cành nó to to ha. To to. Này xương cũng ngang ngang không nè. Em này góc to nữa nè. Góc to là có đế nè. Góc là đế cộng nậu nè. Rồi vô cái hoành luôn đi Trang. Rồi không cấn đâu hết nha. Đó, hẳn thước 27 hoành anh. 7 đúng nè. Đây. Đó. Rồi đế nè. Rồi cây. Cho luôn nhiêu Trang? 700 ngàn anh. Rồi 700. Rồi qua mã số 18. Cây 18 tàn tròn tròn lùng lùng nè. Anh này cao chắc cỡ 1m1 gì quá vậy. Tán ngang thì khoảng 80 đi ha. Rồi tay cành lực nè. Đế đẹp nữa nè. Hoành luôn. 24 hoành anh. 24 đúng, 24 đúng, đúng luôn. Rồi đế nè, có trải đều quá thôi. Đế, đế. Động to to. Đó. 500. 500 ngàn anh. 500 bao chiếc rồi như cái gì. Rồi mã số 18 ha. Rồi mã số 19. 19 anh. Trời ơi. Này cao khoảng tầm 1m5 đến 1m6 vậy ơi. Tán ngang lấy gọn gọn mét ha. Này xương ngang xương bự không nè. Em này xương nó là không thưa, không khít lắm. Tay cành nó to. Tay cành to, phân bố tứ diện nè. Cành nhìn thấy ghiền luôn ha. Đó, đặc biệt là đoạn này nè. Đẹp nè. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành ở đây 27 hoành anh. Rồi 27 yếu 26 đây anh. Rồi để đây quý vị. Này này có cái lưng để đây. Đó. To to rồi. Nhiêu em? 1 triệu anh. Rồi 1 triệu. Quá là đẹp. Mã số là 19. Rồi xuống cây luôn.
quá 20. 20 thì này cao lấy mét tư thôi quý vị ơi. Tán ngang này khoảng 80 ha. Rồi xương cành. Rồi cành đều luôn. Để cũng khá lắm nha. Hoành 21 hoành đi anh. 21. Rồi giá lúc nhiêu đem? 550 anh. Rồi 550. Quá trời đẹp cái cây này. Ồ cây này. Ồ quá trời bự luôn. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị ơi, mã số 21. Năm này tàn đẹp nhưng quý vị, này cao khoảng 1m6. Tán ngang thì khoảng tầm 1m2. Xương ngang lực kích rịch luôn. Cái xương nè, có chừng đụng em bên đây ha. Xương ngang đụng ha. Đều quá rồi. Xương nè. Quá trời cây. Đó. Tàn đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ta dựng cái trang. Đó quý vị. Cái mặt này ha. Này đoạn này là đẹp ghê luôn. Đó. Rồi vô cái hoành luôn. Này ơi, đế đẹp luôn anh, đế đẹp. 27 hoành á. Rồi sang dòng đế luôn. Đây. 27 hoành nha quý vị. Đều đế đẹp luôn. Đế bàn. Yeah. Đủ ha, bốn mặt đủ hết. Cành thì quá đẹp rồi. Giá luôn như đem. 1,2 triệu anh. Rồi. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Rồi mã số nhiêu rồi? 22. 22 này khá 22. Là cao ha, này cao tầm khoảng mét lấy mét 7 đi quý vị, chứ thực tế thì nó hơn ha. Rồi tán ngang thì chắc khoảng mét 2 đến mét 3. Quá là đẹp luôn. Cành đây, cành lực không. Kích rệt quá đẹp luôn tay cành. Cành rất to rất lực ha. Cành nào quý vị đó, cành bắp không ha. Quá rồi bự. Vô cái hoành luôn. 28 hoành anh. 8 dư luôn cái gì rồi. Đế nè, đế nè, đây nè, quá trời đế nè. Đẹp, đế còn bự luôn. Đã luôn nhiêu trang? 1,5 triệu anh. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây quá cây mới luôn. Quá là đẹp. Cây 23. Hai mấy rồi? 23 anh. Rồi em này cao khoảng là 1m7 rồi quý vị ơi. Tán ngang lấy 1m2 ha. Cành đây, cành cũng đặt hết trơn nè. Ta kẹo đó. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành này chắc hơi bự đây. 7-8 hoành như ông đây. Đợi ở dưới ta 30 hoành anh, đúng luôn. Đúng 30. Rồi 30 hoành. Mình tới 7-8 hoành rồi. Đôi vô tới 30 luôn. Ở dưới nó nở có củ nè quý vị nè. Để dừng qua bên đây ha, cái củ. Đây nở dưới đây luôn ha. 30 hoành. Nhiêu trang? 1,2 triệu anh. Rồi 1,2 triệu. Mã số 23. Hoành 30. Rồi xuống cây. Cây 24. Rồi 24 này cao lấy 1m7 luôn. Tán ngang này hơi bự nè, lấy 1m3 nhưng có gì. Xương cành. Đó, đều luôn. Rồi vô hoành luôn. 26 hoành anh. 26 đúng rồi. Rồi xen vòng luôn. Đó, có bệ đế luôn ha. Rồi giá luôn nhiêu đem? 1 triệu anh. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Cây 25. Rồi quá 25. Đi vô. Này cao khoảng 1,5 m nhưng quý vị. Rồi báo lấy 1,4 m luôn. Tán ngang lấy 1,1 m. Sợi ngang. Xương cành đặt kẹo. Đó. Đặt cái chân. Rồi xuống cái hoành gốc luôn rồi quý vị ơi. Đế đẹp luôn. Đế đều. 23 đẹp hoành đi anh. Xíu là 24. Đế đây. Đây. Đế thì tứ phía ha. Bốn mặt có đủ. Giao luôn nhiêu em? 800 ngàn anh. Rồi 800.
Rồi qua mã số 26 luôn. Rồi này cao lấy mét 4 luôn. Tán ngang gọn gọn lấy này chắc cỡ mét 1 ngang nhưng quý vị. Tay cành lực lực hết không? Tay cành lực nha. Hoành 26 hoành anh. 26 hoành. Rồi hoành 26. Mã số 26. 26 hoành 26 hả? Rồi, giao luôn nhiêu? 1 triệu mốt anh. Rồi, 1 triệu mốt. Rồi, xuống cây. Rồi, qua 27. Rồi, hôm nay cao lấy 1m35. Tán ngang gọn gọn. Lấy 80. Chậm chậm lại coi. Nhanh quá coi chóng mặt. Tự quay á. Tự quay hả? Rồi, hãm nó lại. Quay kiểu quay lô tô rồi. Còn 21 anh. 21 còn. Giao luôn nhiêu đem? 550 anh. Rồi. Tự quay. Rồi xuống cây 550. 28. Rồi mã số 8. Này cao lấy 1,5 đi quý vị. Tán ngang lấy 1,1 đi ha. Cái tàn này quý vị ngắm nghía xung cành tàn trong nè. Tàn đặt kẹo nè. Luôn, đặt kẹo hết trơn. Cành lực luôn. Tay cành. Đó. À, dừng ở đây cho quý vị xem nè. Đó. Quá rồi cái tàn luôn. Rồi, vô quanh luôn. 26 quanh anh. Rồi, xây đế cho em. Đế nè. Rồi, vô luôn nhiêu em? Mã số 28. 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. 29. Rồi, 29 luôn. Hôm nay cao lấy 1,5 quý vị. Tán ngang gọn gọn lấy 80. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 25 hoành anh. Rồi, xây xây đế luôn, hoành 25. Giao luôn nhiêu đem? 600 ngàn anh. 600. Rồi, xuống cây luôn. Cây 30. Rồi, 30 đây. Rồi, em này cao lấy 1m25. Tán ngang gọn gọn lấy 70. Cành lực lực không quý vị? Đó. Cắt tỉa mấy cái xương xương dâm bớt rồi còn tay cành lực lực không nè. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 25 hoành anh. Rồi, 25 hoành đúng luôn, không dư không thiếu miếng nào luôn. Luôn như trang 6,5 anh. Rồi 6,5. Rồi mã số tiếp theo 31 của tàn tròn bự luôn. Này cao lấy 1m4. Tán ngang này lấy 1m1 nha quý vị. Tàn tròn nè. Đây xuống cành đây quý vị. Cành đặt kẹo mà xuống cành lực không nè. Đó dần dòng đây trang. Vậy ngắm nghĩa kỹ nha. Đó, mình quay rất là kỹ cho quý vị xem nè. Đó. Rồi vô quỳnh góc luôn. Có đế đẹp. Cá đế qua đây. 25 đi anh. Rồi. Xíu 56 luôn. À, đế đẹp nè, đế có cái đế nè. Cộng to to. Rồi, trả luôn nhiêu trang? 900 ngàn nha. 900. Rồi, xuống cây luôn. 32. Số 32. Em này đã được rút mấy cái xương cành chỉ hết rồi nè. Này cao chắc là tầm 1m6 không vậy? Tán ngang gọn gọn lấy 70 đi ha. Tay cành to to hả thằng anh cành? Quá là đẹp. Tay cành lực không nè. To to. Rồi vô cái hoành em nó luôn. Đế không cái trước này cũng bự nữa nè. Đế đều mà bự. 28 hoành anh. Rồi 28 đi, tính 28 đi ha. Dạ đây. Đế nè, cộng to to không? Rồi giao luôn nhiêu em? 800 ngàn anh. Rồi 800. Rồi xuống cây. Mã số 32. Tiếp tục là mã số 33. Rồi 33 thì em này cao tầm khoảng lấy 1m2. Tán ngang lấy 1m nha quý vị. Cành lực nè quý vị.
Rồi vô hoành luôn. 26 hoành. 6 đúng luôn. Vô luôn nhiêu em? 700 ngàn anh. 700. Rồi xuống cây. Qua 34 quy dây em này bự nè, có tàn bự chảng luôn, tàn đẹp luôn nè. Quá trời cây. Cao 1m7. Ngang này chắc ngoài 1m3 nhưng báo lấy 1m3 thôi nhưng quý vị. Cây này quá đẹp luôn. Tàn xè bự chảng ha. Xè mà nó bự nữa, người ta cành nó lực. Đẹp cũng khích khích không nè. Rồi vô cái hoành luôn. Này có cái bệ nở nè quý vị ơi. Hoành 27 hoành anh. Rồi CC luôn. Hoành 27. Bách bách đế cũng nở ha. Quá là đẹp. Trả luôn nhiêu em? 1 triệu tư anh. Rồi 1 triệu tư. Số 34. Rồi xuống cây luôn. 35. 35. Rồi 35 thì em này cao lấy 1,5 m đi quý vị ơi, tán ngang lấy gọn gọn 1 m thôi ha. Chứ ngoài thì hơn nha quý vị. Xương cành lực nha quý vị. Cành nè. Kéo lực nè. 26 hoành anh. Rồi xây đế luôn. Rồi đế đều. Đế luôn. Tàn đế, đẹp quá, tàn đẹp luôn. Cho luôn nhiêu em? 900 ngàn anh. 900. Rồi mã số 35. 36. Qua đây là 36. Rồi 36 này cao lấy 1m7. Tán ngang gọn gọn lấy 1m luôn. Rồi xương cành luôn. Xương cành quá đều luôn. Đó. Không nghĩ kỹ như quý vị, mình rà máy cũng rất là chậm ha. Ưng ý mã số alo trực tiếp nhưng cho trang như quý vị. Rồi vô quanh luôn. 26 hoành anh. 26 nè. Rồi đế đây. Đó, này có bát đế. Đó, này có bát đế ha. Quá là đẹp. Trả luôn nhiêu trang? Mã số 36. 900 ngàn anh. Rồi 900. Rồi xuống cây luôn. Cây 37. Mã số 37. Em này cao lấy 1m7 luôn. Chừng ngã đó. Tán ngang lấy gọn gọn 1m luôn nha quý vị. Ờ dịnh đi. Dịnh luôn. Quay luôn. Rồi ngắm nghía xương cành đây quý vị ơi. Cành đặt kẹo hết trơn nè. Nó từ trên xuống dưới đặt quá nào quý vị nè. Dạ. Trong vòng nói đi em. Rồi vô hoành luôn. 24 hoành anh. Rồi hoành 24. Trả luôn như trang. 700 ngàn anh. Rồi 700. Rồi xuống cây. 38. Rồi 38 bên đây. Này xương ngang mà quá đầy khích luôn rồi quý vị. Về quý vị thế nào cũng phải tỉa bớt à. Chứ quá trời đặc luôn rồi ha. Quá rồi cây. Này cao lấy 1m4 thôi. Tán ngang lấy 1m. Nè xương cành nè quý vị. Quá xa đặc luôn. Nó đặt từ trên xuống dưới luôn ha. Về chỗ nào dư quá quý vị cắt tỉa bớt là nó đẹp liền. Rồi vô quanh góc luôn. 26 hoành á. Dưới đây có cái bát nè, cũng nở. Thì dưới mình khai thác xuống xíu nữa là có đế. Mặt đàn mình khai nữa thì khai thác nữa nó cây, nó si cây. Rồi xuống cành quá đặc. Giao luôn nhiêu đây em? 1 triệu anh. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Cây 39. 39 đây. Em này cao lấy 1m3. Tán ngang lấy 1m. Rồi vô quanh góc luôn. Đây. Nơi tên đây, như đây cũ à. 27 hoành anh. Hoành. Rồi xây xây luôn. Quá tệ đế. Đó. Đế đế quá tệ đẹp. Có đế luôn. Đế vàng tươi luôn. Giá luôn nhiêu em? 700 ngàn anh. Rồi 700, mã số 39 xuống cây luôn. 40 là cây cuối cùng của clip có sù ngang. Rồi mã số 40. Cây sù nữa này quý vị.
Hồi nãy quý vị có chốt cây sù ở đâu đầu đầu clip á. Cái này với cây hồi nãy là anh cặp được á, nó tương đương với nhau. Đó. Cái này sù cũng hơi bị nặng nha. Này cao khoảng mét mét 7 nè. Tán ngang lấy gọn gọn lấy mét 2 ngang thôi. Chậm chậm nhân trang. Để anh kiểm tra cái độ sù nó ra trang. Đây. À, nó chảy bắt đầu từ ngay vị trí này rồi quý vị nè. Đây ha quý vị, đây ha. Đây ha. Ở trên cũng có nhưng mà nhẹ mình không tính được, tính vào trên đây đi. À, đây. Đây, tới đây, tới cạnh này đó luôn đó, đó. Máy anh đang thò đây đi. Đó. Đây, này chảy quá rõ ràng ha quý vị. Dài xuống dưới đây luôn nè. Đó. Đây, kéo lên quý vị sẽ nghe. Đó, 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 đó. Ha. À, có qua bên kia có. Đây có luôn cái gì nè, đều mấy cái này là có hết rồi ha gì nè, qua đây nữa đây có hết ha gì, rồi cái quành đi quành 29 à, xíu nữa 30 luôn đó. Xù này cũng khá là nặng ha quý vị, tay cành đều. Dạ lu nhiêu trang? 1.6 triệu anh. 1.6 triệu. Đó, cây bưởi chảng vậy nè. Ờ, 1.6 triệu mai xù nó giá quá rẻ rồi ha. Ừ. Rồi, hết cây ha. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, đừng ý mà số nào có alo trực tiếp trên trang nha quý vị. Đặc biệt là cây xù cuối clip này ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.